Chị xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp phát sóng trên kênh Tâm thức Việt TTV thứ 6 ngày 22 tháng 4 năm 2022. Mở đầu là các bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Putin ra lệnh không cần tấn công nhà máy thép ở Mariupol Tổng thống Vladimir Putin hôm 21 tháng 4 đã ra lệnh cho quân đội Nga hủy bỏ kế hoạch tấn công nhà máy thép Azovstal bên trong thành phố cảng Mariupol nơi hàng ngàn quân phòng thủ và thường dân Ukraine đang tập trung. Tuyên bố về chiến thắng tại thành phố sau gần hai tháng bao vây, ông Putin nói rằng không có ích gì khi cố gắng tiêu diệt tận gốc các lực lượng phòng thủ đã bị rào chắn bên trong nhà máy rộng lớn. Tôi coi đề xuất tấn công khu công nghiệp là không cần thiết, ông Putin nói với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong một cuộc họp tại Điện Kremlin được phát trên truyền hình. Tôi ra lệnh cho ông hủy bỏ việc đó. Không cần phải trèo vào những hầm mộ và chui xuống lòng đất qua những cơ sở công nghiệp này hãy phong tỏa khu công nghiệp để ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt qua. Ông Shogu ước tính có 2.000 binh sĩ Ukraine vẫn ở bên trong nhà máy. Ông Putin kêu gọi họ đầu hàng và nói rằng Nga sẽ đối xử tôn trọng với họ. Đêm 21 tháng 4, trưởng đoàn đàm phán của Ukraine Mikhailo Bodoyak đề xuất rằng các cuộc đàm phán nên được tổ chức ngay bên trong Mariupol về số phận của những binh sĩ phòng thủ cuối cùng của họ. Không có bất kỳ điều kiện nào, chúng tôi đã sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán đặc biệt ngay tại Mariupol, ông tweet vào cuối ngày 20 tháng 4. Một đối một, hai đối hai, để cứu người của chúng ta, tiểu đoàn Azov, quân đội, người dân, trẻ em, người sống và người bị thương, tất cả mọi người, vì họ là người của chúng ta, vì họ ở trong trái tim của tôi mãi mãi. Không đầu hàng Thành phố có 400.000 dân trước đây ở biển Azov đã bị bắn phá và bao vây kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến và trở thành chiến trường của cuộc giao tranh nặng nề nhất và thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất của cuộc xung đột. Ukraine cho biết hàng chục ngàn dân thường đã chết ở đó. Nhưng Nga giờ nói rằng, ngoài nhà máy thép khổng lồ, thành phố đã nằm trong tầm kiểm soát của họ. Một chỉ huy của trung đoàn Azov đã bác yêu cầu của Nga đòi quân phòng thủ phải đầu hàng. Trong một video, ông Svivastovlav Balama, kêu gọi các bên thứ ba đảm bảo an toàn cho hàng trăm thường dân đang trú ẩn trong các bon ke của nhà máy. Nga đã chặn mọi nỗ lực gửi viện trợ của Ukraine đến Mariupol hoặc để cho xe buýt sơ tán thường dân đến lãnh thổ do Ukraine kiểm soát và Kiev cáo buộc họ đã cưỡng ép trục xuất hàng chục ngàn cư dân sang Nga. Moscow cho biết Nga đã tiếp nhận 140.000 thường dân trong các cuộc sơ tán nhân đạo. Hôm 20 tháng 4, các lực lượng do Nga hậu thuẫn đã tổ chức một đoàn xe buýt nhỏ để một số cư dân rời khỏi khu vực mà họ kiểm soát để tới Zaporizhia, nằm trong lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát. Trên trang Facebook Phan Châu Thành có bài viết, cách đây ít phút, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo với Tổng thống Nga Putin về việc quân Nga giải phóng thành phố Mariupol, trừ khu vực nhà máy thép Azovstal. Tổng thống Nga sau đó đã ra lệnh không cử quân bộ tấn công vào nhà máy mà chỉ bao vây chặt kêu gọi đầu hàng. Tại sao lại có một bước ngoặt lớn như vậy, dù trung đoàn Azov là đơn vị mà Putin căm thù? Câu trả lời nằm ở hệ thống ngầm ở bên trong dưới nhà máy này, được xây dựng từ thời chiến tranh lạnh, có thể chịu được bom nguyên tử với sức chứa có thể lên tới 40.000 người. Sau nhiều năm không sử dụng, sức chứa có thể chỉ còn cho khoảng 10.000 người. Những hầm ngầm này, ngoài nơi ăn trốn ở còn có cả khu vực trồng trọt, chăn nuôi và tái sản xuất vũ khí, nhà máy phát điện có nước riêng. Đó cũng là lý do tại sao phía Ukraine lại có thể trụ được lâu đến như vậy. Từ nơi ẩn nấp, họ trồi lên để đánh địch, sau đó lại quay lại các hầm trú ẩn của mình, khiến bom đạn Nga không tiêu diệt nổi họ. Ngay cả khi phía Nga phát hiện cửa hầm, phía Ukraine cũng có thể dễ dàng đánh sập một phần rồi thoát ra đường khác do các hệ thống đường hầm thông nhau lại có nhiều tầng phía Ukraine từ lâu đã chuẩn bị cái bẫy Mariupol cho Nga, cầm chân một số lượng lớn lính Nga ở đây và gây rất nhiều thiệt hại, sử dụng chính những công trình mà Liên Xô xây dựng khi trước. Thế nên, sẽ không có ngừng bắn ở Mariupol, nhưng cũng sẽ không có đầu hàng, cũng sẽ không có giải phóng Mariupol được, bởi cho tới khi các hệ thống hầm ngầm còn chưa bị phát hiện và đánh sập tất cả các cửa ra, phía Ukraine vẫn sẽ còn chiến đấu tiếp tục. Nhờ có Starlink, họ vẫn kết nối được với Internet và bên ngoài. Cuộc chiến của Nga ở thành phố Mariupol đi vào ngõ cụt. Không phải Putin yêu thương gì người tử thủ, đơn giản, không biết họ ở đâu mà đánh, trong cả một khu vực rộng lớn như vậy. Giờ phải bao vây, theo dõi, xác định các cửa hầm rồi mới tấn công được. Đơn giản chỉ vậy thôi. Hãy nhìn những cái gì mà phía Nga làm, đừng có tin những gì mà họ nói có ít nhất từ 2.000 tới 3.000 lính Ukraine đang ở trong các đường hầm này, cùng rất nhiều dân thường, bao gồm phụ nữ và trẻ em. Một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Việt Nam nói tập trận quân sự với Nga là vì hòa bình. Hôm 21 tháng 4, Việt Nam cho biết cuộc tập trận quân sự với Nga là nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị vì hòa bình. Cuộc tập trận sẽ diễn ra khi Nga đang tiến hành cuộc xâm lược Ukraine và giới quan sát cho rằng có khả năng Hoa Kỳ sẽ trừng phạt Việt Nam vì Hà Nội tiếp tục duy trì mối quan hệ quân sự với Moscow. Truyền thông Việt Nam dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo khi được yêu cầu bình luận về cuộc tập trận sắp diễn ra với Nga. Chủ trương nhất quán của Việt Nam về hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và các nước là tăng cường hợp tác hữu nghị vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trước đó, quân khu miền đông của Nga thông báo nước này và Việt Nam đang lập kế hoạch tiến hành diễn tập quân sự chung nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức hoạt động huấn luyện chiến đấu. Một số hãng tin, trong đó có Sputnik của Nga và ANI của Đông Nam Á, đưa tin vào hôm 19 tháng 4 tin cho hay cả hai bên đã xác định ngày giờ và địa điểm tổ chức, nhưng bản thông báo của quân khu miền đông của Nga không công bố những thông tin đó. Cuộc diễn tập chung được đề xuất mang tên Liên minh lục địa 2022, cũng theo quân khu miền đông cho hay. Thông tin trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga, hai bên đã họp trực tuyến bàn kế hoạch diễn tập quân sự chung Nga-Việt với sự chủ tọa của Thiếu tướng Sergei Lagutin, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát khu vực, Đại tá Ivan Taraev, trưởng phòng hợp tác quân sự quốc tế của Bộ Quốc phòng Nga và Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp của quân đội nhân dân Việt Nam. Cuộc tập trận quân sự chung Nga-Việt này sẽ diễn ra trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine kéo dài từ ngày 24 tháng 2 và chịu nhiều thiệt hại nặng nề, trong khi Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng về nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án Nga xâm lược Ukraine và bỏ phiếu chống về việc Liên Hiệp Quốc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền do quân đội Nga bị coi là cha đạp lên nhân quyền ở Ukraine. Nhận định về cuộc tập trận này, nhà báo Anh David Hurt hôm 21 tháng 4 viết trên trang Asia Times rằng Việt Nam có thể sớm bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vì tiếp tục quan hệ quân sự với Nga khi phương Tây tìm kiếm các điểm gây áp lực thứ cấp mới để trừng phạt Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine. Cầu thủ bóng rổ nhà nghề Mỹ lên án Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhân quyền bị người Việt tấn công, bằng tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tuyển thủ bóng rổ nhà nghề Mỹ Enes Kanter Freedom trở thành mục tiêu tấn công của nhiều người dùng mạng xã hội từ Việt Nam sau khi lên tiếng về sự đàn áp nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á cũng như kêu gọi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải bị quy trách nhiệm. Freedom, tuyển thủ của đội Boston Celtics trong giải NBA nổi tiếng với hoạt động cổ vũ dân chủ và nhân quyền, mới đây đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội của mình gồm Facebook, Twitter và Instagram. Trong đó nói rằng hàng trăm người bảo vệ nhân quyền và nhà báo đang gặp nguy bị sách nhiễu hoặc bị đàn áp ở Việt Nam. Tuyển thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, người từng lên tiếng mạnh mẽ về sự đàn áp nhân quyền ở Tân Cương và chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng ở Việt Nam không có tự do biểu đạt, không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí. Anh kêu gọi các fan hâm mộ của mình và những người cổ vũ cho dân chủ hãy đứng lên vì nhân quyền ở Việt Nam. Trong các đăng tải trên trang mạng xã hội, Freedom cũng kêu gọi tự do cho Ukraine, Tây Tạng và dân chủ cho Hồng Kông, Myanmar và nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng và đảng Cộng sản phải bị quy trách nhiệm. Và bây giờ là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Slovakia bắt cựu bộ trưởng nội vụ người liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Hôm 20 tháng 4, báo chí Slovakia đưa tin cơ quan an ninh của nước này đã bắt giữ ông Robert Kilinak, cựu phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ nội vụ. Ông này là người bị cáo buộc đã giúp đỡ phía công an Việt Nam trong vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người bị an ninh Việt Nam bắt cóc khi đang xin tị nạn chính trị tại Đức hồi năm 2017. Trao đổi với Đài Á Châu Tự do từ thủ đô Berlin, nước Đức, nhà báo Lê Trung Khoa, người theo dõi sát sao vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cho biết thêm thông tin về vụ bắt giữ cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia như sau. Theo như thông tin mà tôi vừa nhận được và trao đổi với các phóng viên nhà nước ở Slovakia thì họ nói rằng việc ông cựu bộ trưởng Robert Kalinak bị bắt giữ lần này có liên quan đến hàng loạt sai phạm của ông ta trong thời gian vừa qua, bao gồm tham nhũng, nhận hối lộ, tham gia các tổ chức tội phạm có tổ chức chính vì vậy đã bị cơ quan an ninh của slovakia chuyên trách việc theo dõi tội phạm trong đội ngũ chính trị gia và công chức của bộ nội vụ ra lệnh bắt giữ là người đã theo dõi sát sao vụ việc bắt cóc chấn động do cơ quan an ninh việt nam thực hiện ngay giữa thủ đô berlin ông lê trung khoa lý giải vai trò của chính trị gia người slovakia mới bị bắt trong sự việc này như sau vai trò của ông cựu bộ trưởng này rất là lớn bởi vì ông ta là người nắm giữ chìa khóa giúp cho phía việt nam có máy bay của chính phủ slovakia để chở ông trịnh xuân thanh từ bratislava về đến moscow và từ đó tiếp tục bay về việt nam nếu không có chuyến bay đó của chính phủ slovakia và không có công hàm của chính phủ slovakia nói rằng ông bộ trưởng bộ nội vụ ngồi trên chiếc máy bay đó thì không được bay qua không phận của ba lan và đó là sự lừa dối của ông cựu bộ trưởng này nếu mà không có chuyến bay đó thì ông Trịnh Xuân Thanh gần như không thể về Việt Nam một cách an toàn trong thời gian bị bắt cóc. Vụ bắt cóc này được báo chí phương Tây mô tả như là một câu chuyện giả tưởng thời chiến tranh lạnh để nói về mức độ khó tin của nó. Sự kiện này cũng khiến cho mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức gặp nhiều sóng gió. Đơn cử như việc Đức đình chỉ mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, trục xuất một số nhà ngoại giao của quốc gia Cộng sản. Theo nhà báo Lê Trung Khoa, thì cho dù mối quan hệ đối tác chiến lược đã được khôi phục lại đến tận bây giờ, mối quan hệ giữa hai quốc gia vẫn chưa thực sự được hòa giải. Cái hiệp định miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam đã không được khôi phục. Có nghĩa là từ sau vụ bắt cóc xảy ra thì tất cả các cán bộ ngoại giao Việt Nam khi vào Đức dù dùng hộ chiếu ngoại giao thì vẫn phải xin visa của Đức mới được phép vào. Cái thứ hai, chính phủ Đức hiện vẫn không khôi phục đó là hai chức danh trong đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Chức danh thứ nhất là đại diện Interpol của Tổng cục Cảnh sát Việt Nam, trước đây do ông Lê Thanh Hải đảm trách và có tham gia vào vụ bắt cóc. Cho đến giờ thì chức danh đó và vị trí đó không được phía Đức đồng ý cho Việt Nam đưa sang và nó vẫn đang để trống. Thứ hai là đại diện Tổng cục Tình báo của Bộ Công an Việt Nam, tức là Tổng cục 5, chức danh đó cũng không được khôi phục và cái chân đó ở Sứ quán Việt Nam vẫn đang để trống. Vì chính người này đã tổ chức vụ bắt cóc hồi năm 2017 tại Berlin ngoài ra theo nhà báo lê trung khoa trên trang facebook cá nhân cựu bộ trưởng nội vụ slovakia robert kalinak người được cho rằng đã nhận hối lộ hàng triệu đô la để tiếp tay cho tô lâm tổ chức bắt cóc trịnh xuân thanh tại đức vừa bị bắt vào hôm thứ tư được biết kalinak cũng bị nghi ngờ có liên quan đến các phi vụ làm ăn mờ ám với bộ công an việt nam để sản xuất vũ khí đàn áp và chống biểu tình vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra từ khi vụ bắt cóc diễn ra đến nay chưa một quan chức cấp cao nào của việt nam như chủ tịch nước hay thủ tướng được mời đến thăm nước Đức. Sau khi bị đưa về Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị đưa ra xét xử trong nhiều vụ án khác nhau liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, trong đó ông đã hai lần bị tuyên án tù chung thân. Một bản tin khác của Đài Á Châu Tự Do, một người ở Trà Vinh bị bắt vì xét cờ nước Việt Nam và cờ đảng. Ông Lê Bá Chắc, 32 tuổi, bị công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh bắt tạm giam để điều tra theo Điều 351 Bộ Luật Hình Sự về hành vi xé hai lá cờ Việt Nam tại trụ sở công an và Ủy ban Nhân dân xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Mạng báo VN Express vào ngày 20 tháng 4 cho biết, vào sáng thứ Ba ngày 19 tháng 4, ông Lê Bá Chắc chạy xe đến trụ sở công an xã An Trường và dùng xà beng đập phá khung nhôm bản hiệu rồi xé lá cờ nước Việt Nam tại đó. Tiếp đến, ông Chắc sang trụ sở Ủy ban Nhân dân xã bên cạnh và xé cờ nước và cờ đảng Cộng sản treo tại đó. Tin nói khi công an đến, ông Chắc bỏ chạy rồi leo lên nóc nhà dân, lên tiếng chửi lớn và gỡ ngói ném xuống lực lượng chức năng. Tuy nhiên sau đó ông bị công an bắt. Vào cuối tháng 7 năm ngoái, thanh niên 17 tuổi Nguyễn Vũ Anh ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang bị truy tố về tội xúc phạm quốc kỳ theo điều 276 Bộ luật hình sự. Tin nói Nguyễn Vũ Anh vào ngày 21 tháng 5 năm 2021, sau khi uống rượu cùng bạn bè trên đường về nhà đã giật bốn lá cờ treo trước cửa nhà dân nhân dịp bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khiến một lá bị rách. Khi bị phát hiện thì Nguyễn Vũ Anh vứt những lá cờ bị giật xuống kênh Sáng Xà No một nhà hoạt động đang bị tù theo cáo buộc xúc phạm cờ nhà nước Việt Nam là bà Huỳnh Thục Vi. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2018, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Buôn Hồ tống đạt bản cáo trạng trong đó quyết định truy tố cô Huỳnh Thục Vi với cáo buộc xúc phạm quốc kỳ theo Điều 276 Bộ Luật Hình sự cũ năm 1999. Bộ luật hình sự năm 1999 của Việt Nam quy định người nào cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2018, tòa án tại Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk tuyên Huỳnh Thục Vi bản án 2 năm 9 tháng tù giam với cáo buộc xúc phạm quốc kỳ theo điều 276 Bộ luật hình sự. Bản án được đưa ra khi bà Vi đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên theo quy định của pháp luật Việt Nam, bà Vi không phải thực hiện án tù cho đến khi con tròn 3 tuổi. Lúc bị kết án, bà Vi có một con gái nhỏ dưới 3 tuổi và đang mang thai đứa con thứ hai. Vào chiều ngày 1 tháng 12 năm 2021, bà Vi bị bắt tại Đắk Lắk. Việc bắt giữ xảy ra chỉ vài chưa đầy một ngày sau khi bà Huỳnh Thục Vy đăng tải trên Facebook cá nhân quyết định đề ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk nơi gia đình bà Vi cư trú, cho biết hủy quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với bà, quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Hiện bà Huỳnh Thục Vy đang phải thụ án tại trại giam Gia Trung, cách nhà chừng 200 km. Quốc hội Cộng sản Việt Nam là công cụ của Bộ Chính trị Bản tin của Đài Á Châu Tự do. Giới quan sát cho rằng Quốc hội Cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ có vai trò như là cơ quan luật hóa các quyết sách của đảng mà thôi, và đảng được phép đứng trên pháp luật. Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức cho rằng, thực tế ở Việt Nam, bất kỳ một chính sách nào về đối nội đối ngoại an ninh quốc phòng đều phải xuất phát từ Bộ Chính trị là cơ quan cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi Bộ Chính trị thống nhất rồi, thì họ sẽ triển khai ra cho Ban chấp hành Trung ương, gồm có khoảng 180 ủy viên chính thức. Ban chấp hành Trung ương bàn bạc rồi thì mới chuyển sang Quốc hội. Và lúc này Quốc hội chỉ làm theo tất cả các nghị quyết đã được ban chấp hành trung ương thông qua. Theo hiến pháp thì như vậy là vi hiến, tức là bộ chính trị và ban chấp hành trung ương là một cơ quan đứng bên trên hiến pháp, đứng ngoài pháp luật Việt Nam, nhưng họ lại có quyền lực bao trùm lên toàn bộ hệ thống chính trị ở Việt Nam. Còn Quốc hội đã không thực hành đúng vai trò, chức trách mà hiến pháp đã trao cho họ. Hiến pháp đã trao cho họ quyền lập pháp, làm luật và ban hành các chính sách nhưng họ không thực hiện mà phải chờ một cơ quan không nằm trong hệ thống hiến pháp để quy định. Thì như vậy là quốc hội đã không làm tròn nhiệm vụ của họ. Việt Nam không có dân biểu thực sự do các ứng viên độc lập đều bị loại từ vòng gửi xe. Đảng Cộng sản Việt Nam được phép đứng trên pháp luật. Về mặt văn bản thì quốc hội có chức năng số 1 là làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật. Tuy nhiên theo lời của luật sư Nguyễn Văn Đài, Quốc hội Cộng sản Việt Nam chỉ là công cụ của bộ chính trị và ban chấp hành Trung ương Đảng Việt Nam để thực thi các quyết sách của họ mà thôi. Việt Nam đang xây dựng cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đã nói đến nhà nước pháp quyền là tất cả mọi công dân, cơ quan, tổ chức, đảm đều phải nằm dưới hiến pháp và pháp luật, phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Nhưng mà ở Việt Nam thì họ lại xây dựng một nhà nước pháp quyền có cái xã hội chủ nghĩa đi theo sau. Thì mình phải hiểu là trong đó đảng Cộng sản Việt Nam được phép đứng ở trên pháp luật, đứng ngoài vòng pháp luật. Đồng quan điểm, luật sư giấu tên cũng cho rằng Quốc hội Cộng sản Việt Nam chỉ có vai trò là thông qua các luật theo sự chỉ đạo của đảng. Ông nói, xét về mặt thực tế thì Quốc hội gần như là một công cụ để thông qua luật pháp cho đúng với thể thức của pháp luật hoặc là của một nhà nước pháp quyền mà Việt Nam đã rao giảng ra bên ngoài. Còn thực tế thì mọi thứ đã được Bộ Chính trị và Trung ương Đảng người ta thông qua và có ý kiến hết rồi. Còn việc mình thấy đại biểu quốc hội phát biểu hoặc chất vấn ở trên nghị trường thực ra là họ đã họp với nhau hết rồi chứ không phải là cứ muốn là được lên nói gì thì nói đâu. Một nhà phân tích chính sách công trong nước bình luận rằng trên thực tế sinh hoạt chính trị ở Việt Nam, quốc hội chỉ có chức năng là thể chế hóa các chủ trương của Đảng. Có nghĩa là Đảng muốn như thế nào thì sẽ chuyển sang quốc hội để làm luật như thế nấy. Điều đó cũng thể hiện việc rằng người dân không được tham gia chính trị anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tổng hợp phát sóng trên kênh tâm thức việt ttv hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau